Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh tên là CT. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 2. Thì hôm nay con xin lên và thanh lý một cái lô linh sam 86. Thì cái lô này con thanh lý lỗ vốn nha cô chú anh chị. Tại vì mấy cái lô này là hàng bị trả về cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cũng có thể thấy nè. Đây là một cái cây cắt tỉa rồi và cây này là chưa cắt tỉa. Đó. Cái hàng này là bị hoàn diện nha cô chú anh chị. Do trong đợt dịch vừa rồi thì cũng hoàn hàng gì cũng khá là nhiều quá. Nhưng mà mấy em này thì nói chung là con đã dưỡng sống khỏe mạnh lại hết rồi nha. Cái này là những cái chi mà nó bỏ trong quá trình mà hoàn hàng gì á. Thì những em này về cô chú anh chị mình thêm chắc chồng. Thêm chắc chồng xong rồi mình lặt bỏ mấy cái nhánh mà khô bỏ như thế này, mình lặt bỏ đi. Nhưng mà cô chú anh chị mình cẩn thận qua chừng gai ha. Con thì con không có còn sợ mấy cây gai này nữa. Con thì đụng chạm thoải mái. Nói chung là bị đâm quen rồi cô chú anh chị. Và con thanh lý cái lô này là 10 cây, 5 cây nhỏ và 5 cây lớn. 10 cây có giá là 250 ngàn, 5 cây nhỏ là như thế này, còn 5 cây lớn là như thế này. 5 bụi nhỏ và 5 bụi lớn nha cô chú anh chị. Đó, đây là bụi lớn nè, còn này là bụi nhỏ nè. Nó tổng cộng là 10 cây, giá 250 ngàn, 250 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì cô chú anh chị yêu thích thì liên hệ con. Cái này về là mình dưỡng lại thôi chứ không có gì hết. Cây rất là xanh tươi. Đây nè, nguyên cái đám này nè, cây rất là xanh tươi luôn. Giá chỉ có 25 ngàn một cây. Là cái này thật sự là rổ vốn rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cái này là con thanh lý ha, tại vì con không có chỗ nuôi nữa. Vườn con bây giờ là chặt kín luôn rồi, không còn chỗ trống luôn á. Cái này là con thanh lý ra lấy chỗ trống, con nua con về hàng mới. Năm cây nhỏ, 5 cây lớn là tổng cộng 10 cây, giá 250 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, cô chú anh chị yêu thích thì linh sam 86 hàng thanh lý về mình nuôi lại thì liên hệ cho con qua số điện thoại 0387849 762 gặp mãn. Rồi, xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem. Ngoài ra cái hàng thanh lý này ra, hàng thanh lý 10 cây 250 này ra, con còn hồng ngọc mai, sam hương, rồi linh sam 86, phôi linh sam hạt gạo. Những cây thành phẩm này kia đồ ra giá rất là mềm. Nói của chú anh chị mình có gì đăng ký kênh ủng hộ con nha cô chú anh chị. Đó, giá rất mềm luôn. Mấy cây rất đẹp nè. Sẵn đây con cũng có giới thiệu con ba có bán kéo này kia đồ luôn nha cô chú anh chị. Có bán kéo các cành cưa này kia đồ luôn. Thì cô chú anh chị đăng ký ủng hộ con nha. Rồi cô chú anh chị chưa mua kéo gì thì gì đó thì ủng hộ con luôn ha. Rồi con xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ. À, con xin giới thiệu sẵn giới thiệu kéo luôn. Kéo này là kéo của Made in Taiwan. Nó kéo inox rất là sắc nha. Nó cây này thì con giao lưu giá 90 ngàn. Nó cây còn nguyên zin đàng hoàng nha, chứ không có phải là cây con cắt rồi nha. Trong hộp đàng hoàng. Rồi con xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ. Linh sam 86 thanh lý 10 cây giá 250 ngàn. Rồi con xin mến chào.